Y tao cho đồ bậy. Cái gì vậy trời? Đây là chương trình review, đây là bộ gõ Tùng. Bà con bạch cốt sinh. Chuẩn bị làm chưa mới thử đồ à. Gì không? À, đi tới trên Tiền Giang rồi. Đi tới rồi. Sau khi anh em chúng tôi đã test đồ xong, về test nhạc cụ xong rồi đi uống cà phê. Âm thanh phê quá, anh Khang đã đánh giết đầu vàng luôn. Kỳ vậy? Dạ đây, đây là nhạc công bụng bự nhất trong em. Cái gì? Thấy rồi. Kỳ quá chết luôn á. À, tại bác không biết bụng bự hơn âm thanh không nữa. Trong mắt rơi
nữa.